Tôi dùng cái giác vương này là cải thiện đến 7-8% thì thấy đỡ nhiều. Thế là tôi cũng chia sẻ cho bạn bè với mọi người cũng mắc cái bệnh tuyến giáp như tôi này, nên dùng cái sản phẩm này. Bà Vĩnh từng mắc nang tuyến giáp to bằng quả trứng gà, sau 3 tháng dùng ích giác vương nang giáp đã teo nhỏ. Hay là nghe bà Vĩnh chia sẻ hành trình chữa bệnh của mình. Tôi bị tuyến giáp thì thực sự là tôi không biết là năm bao nhiêu nữa, nhưng mà có cái là hôm ấy là tôi ốm, tại vì nó người nó cũng mệt mỏi, thì chắc là tôi cũng đoán vào chân 2006 gì đấy, thì người nó có thấy mệt mệt. Thế thì xong là ốm xong cái trận thì tôi chỉ cứ bảo là đi uống thuốc là viêm họng thôi. Thế này nó cứ ngứa họng hoa, nó uống bánh thuốc tây chẳng thấy khỏi. Mình sao lúc mình nhìn thấy cái cổ nó cứ kiểu nó hơi thình thình to to ấy. Nó cũng to, nó phải bằng cái quả trứng gà con so nhỏ nhỏ ấy. Nhà cô đi có khám thì chỉ đúng thật. Thì tôi dùng cái giác vương này là cơ thể thấy khỏe lên, và gia đình cũng rất vui, mà kiểu là cái tuyến giáp thì dần dần nó cũng thu nhỏ lại. Thế thì gần nhà, chỗ nhà cô thì cũng có người là tuyến giáp thì nó kiểu nó chèn to quá, nó chèn không ăn được, không nói được, thì cũng đi 1-3 để mổ rồi. Thế thì về thì cũng vẫn cứ phải dùng thuốc, nhưng mà riêng cô thì tôi cứ dùng cái giác vương này thì cô thấy người ngựa nó khỏe mạnh, mà nó không phải mổ động dao kéo được, người gia đình rất vui, mà nó nói chung là sức khỏe là vẫn khỏe. Không chỉ riêng bà Vĩnh mà hàng nghìn người đã dùng ích giác vương cho hiệu quả tốt. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của họ. Bây giờ thì đến 3 thì tôi đi khám. Cái cảm tôi thấy nó thấy cũng cái mà cái cơ bụng của tôi nó giảm nó nhỏ đi, nhưng mà cái triệu chứng mỏi cổ ấy thì tôi thấy nó mất hẳn lúc nào ấy. Thì tôi hôm nay uống thực phẩm chức năng được hơn 3 tháng, tôi đi kiểm tra lại thì bác sĩ có nói là chị không hề có u tuyến giáp đâu chị nhá. Tôi không biết là chị dùng cái gì như thế nào, nhưng trước mắt tôi siêu âm cho chị là không hề có u tuyến giáp nhá chị nhá. Bảo thế ạ, thật là cảm thấy mừng lắm, về nhà là chỗ nào cũng phô. Tôi mới chẳng hướng thấy sức khỏe cải thiện, mà ăn ngon ngủ tốt, các cái triệu chứng mà đổ mồ hôi này, tím đập nhánh là không còn này, rồi bùng phôi là một con đen cũng không còn này, và cái khối u nó không phát triển hết. Viên uống ích giáp vương với chiết xuất 100% từ thảo dược an toàn với người bệnh. Ích giáp vương được sản xuất bởi công nghệ lượng tử hiện đại bậc nhất Việt Nam tại nhà máy dược phẩm IMC. Ích giáp vương đang có chương trình mua 6 tặng 1 và mua 1 tặng 1. Đặt mua ngay để hưởng ưu đãi hấp dẫn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.